Đây đi Đà Lạt tắm nắng nhé mọi người. Đang quay quay phim. Đây nắng đây. Nghe tin đồn là Đà Lạt mát lắm, lạnh lắm, lạnh toát mồ hôi. Đây hôm nay qua đây bàn giao loa PBL cho anh Sang nhá, Đà Lạt nhá, Lâm Đồng nhá. Đây là đây là loa xúc nhập khẩu Nguyễn Con. Cho nên là nói chung là hàng nhập khẩu nó có sự khác bọn. Nguyên con mà ngược pha nhá mọi người. Anh vặn sơ xong anh dựng đứng lên. Dựng đứng cái vít kia lên. Xoay phát cho mau. Đảo ngược cái loa lại hết. Cái này là cộng thành trừ, trừ thành cộng nha mọi người. Cái này là ngược từ trong cái loa. Mới đầu là tưởng câu dây ngược. Để tí là đo lên xem đắt tuyến của cái này nó như thế nào. Nói chung hay dở đo phát là biết liền, chưa cần nghe. Xe cam cam hay xe ai cam cam? Rất nắng mọi người nhé, nắng lắm. Đây, mọi người. Mình đang giao cái BPL. Cái ông hồi nãy là chủ nhà đấy hả? Tưởng đâu chủ. Đây loa BPL nhé mọi người, loa BPL T24N. Cái này tháo ra đảo dây loa xong rồi này. Khách mua cặp loa này về mà loa nguyên con đấy, nói chung là nhập khẩu đấy, nhưng mà đồ ráp đó. Mà cái bát nó bị ngược cực mọi người nhé. Mình giao luôn con LS9 này. Mình giao con LS9 32 line này. Rồi cái controller XTA TP226 này. Micro APPS8 nha, còn main này là khách mua ở bên khác. Đó monitor kia mua bên khác luôn. Đó cái sub bên khác luôn. Bên mình chỉ bán cặp loa với lại mixer, micro và controller. View rất rộng mọi người nha. View đã. Anh này làm dàn nhạc luôn à? Hả? Thay anh nhé. Em làm linh tinh điện tử. Anh em làm chung. Tháo lên quay coi đúng không? Dính keo, lấy cái đầu vít cậy. Khít quá. Do nắng á. Đầu vít cậy lên. Khít vào cái này. Khít cái thùng gỗ hả? Rách màng. Bỏ cái vít ra, rách màng. Rách màng ấy. Giời ơi. Gì dán gì đây nữa, lột này ra đi, vứt này đi, lật ngược lại vứt luôn đi, đảo cực lại này, cộng trừ này, bây giờ đảo căng dây quay ngược lại, anh quay cái hướng đó đúng không? Bây giờ đảo cộng qua trừ qua cộng đó, đen qua cộng, không phải đảo ngược lại, rồi lột cái lớp ni lông như kia ra, ni lông sau cái đít từ lo để cho nó thoát hơi, dạ đúng rồi, ai lại bịt như thế? Cái bên kia cũng bịt vậy luôn à, hay lột rồi? Lột rồi. Ôi, bay tay. Bây giờ lấy cái bắt cái này đi, bắt cái tao lột cho. Lấy cái tập vít. Được chưa? Anh gài chặt vào chưa? Cắn chưa? Tiến hành chưa? Tiến hành đảo cực loa mọi người nhé. Loa bị ngược pha. Trời, má nó cái thùng gì nó sắt rạt rồi ta. Này lấy cái máy cắt thôi, mài bố cái loa đi. Đâu mài cái loa lần sau bỏ vào lại bỏ bên chiều khác vào lại mài lại vài tiếp. Mài cái loa giống như cái loa Fanner của Pháp ấy. Lệch cối. Rồi, bắt nó vào nhưng mà lệch cái lỗ. Không mệt, không mệt lắm đâu. Không thấy lỗ luôn, không thấy lỗ để xoay. Cực khổ cho mọi người. Nắng kinh hồn, Đà Lạt mọi người. Đà Lạt nhá. Rồi xíu nữa mình kiểm tra hệ thống rồi mình setup xong rồi mình sẽ quay cho mọi người nghe thử nhé. Bây giờ mình kiểm tra hệ thống trước khi setup. Chứ không phải là cứ vô là bật lên là setup đâu nha. Loa ngược cực thì vẫn kêu nhưng mà nó sẽ kêu bét tè lè nhè nhá.